ベトナム語単文ペラペラ特訓皆さんこんにちはベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディですベトナム語翻訳練習用の単文を10個セットで3順分を用意しています声に出して練習してみてください1一順目です明日は試験だから寝坊するわけにはいかない Mai là kỳ thi nên không thể ngủ quên được. Mai là kỳ thi nên không thể ngủ quên được. Mai là kỳ thi nên không thể ngủ quên được. Như vì công việc còn chưa xong nên không thể về được. Vì công việc còn chưa xong nên không thể về được. Vì công việc còn chưa xong nên không thể về được. 大事な会議があるから、休むわけにはいかない。あ明日は試験があるから、今日は遊んでいるわけにはいかない。 Vì ngày mai có thi nên hôm nay không thể đi chơi được. Vì ngày mai có thi nên hôm nay không thể đi chơi được. Vì ngày mai có thi nên hôm nay không thể đi chơi được. Vì tôi lái xe ô tô đến đây nên tôi không thể uống rượu được vì tôi lái xe ô tô đến đây nên tôi không thể uống rượu được vì tôi lái xe ô tô đến đây nên tôi không thể uống rượu được 隣の部屋で今赤ちゃんが寝ているのでピアノを弾くわけにはいきません nhà bên cạnh có em bé đang ngủ nên tôi không thể chơi piano được nhà bên cạnh có em bé đang ngủ nên tôi không thể chơi piano được nhà bên cạnh có em bé đang ngủ nên tôi không thể chơi piano được. Vì đã hứa tuyệt đối sẽ không nói với người khác nên tôi không thể kể được. Vì đã hứa tuyệt đối sẽ không nói với người khác nên tôi không thể kể được. Vì đã hứa tuyệt đối sẽ không nói với người khác nên tôi không thể kể được. Vì là nội quy nên nếu đến muộn hơn 30 phút thì không thể được phép dự thi. Vì là nội quy nên nếu đến muộn hơn 30 phút thì không thể được phép dự thi. Vì là nội quy nên nếu đến muộn hơn 30 phút thì không thể được phép dự thi. Cái này là thứ quý giá mà người bạn quá cố đã tặng nên tôi không thể cho anh được. Cái này là thứ quý giá mà người bạn quá cố đã tặng nên tôi không thể cho anh được cái này là thứ quý giá mà người bạn quá cố đã tặng nên tôi không thể cho anh được. Vì dự kiến sẽ có biêu phẩm quan trọng gửi đến nhà nên hôm nay tôi không thể đi ra ngoài được. Vì dự kiến sẽ có biêu phẩm quan trọng gửi đến nhà nên hôm nay tôi không thể đi ra ngoài được. Vì dự kiến sẽ có biêu phẩm quan trọng gửi đến nhà nên hôm nay tôi không thể đi ra ngoài được. Mai là kỳ thi nên không thể ngủ quên được. Mai là kỳ thi nên không thể ngủ quên được. Mai là kỳ thi nên không thể ngủ quên được. Vì công, không vì công việc còn chưa xong nên không thể về được vì công việc còn chưa xong nên không thể về được vì công việc còn chưa xong nên không thể về được vì có cuộc họp quan trọng nên tôi không thể nghỉ được vì có cuộc họp quan trọng nên tôi không thể nghỉ được. Vì có cuộc họp quan trọng nên tôi không thể nghỉ được. 明日は試験があるから今日は遊んでいるわけにはいかない。Vì ngày mai có thi nên hôm nay không thể đi chơi được. Vì ngày mai có thi nên hôm nay không thể đi chơi được. Vì ngày mai có thi nên hôm nay không thể đi chơi được. 車で来たから、お酒を飲むわけにはいきません。隣の部屋で今、赤ちゃんが寝ているので、ピアノを弾くわけにはいきません。 Nhà bên cạnh có em bé đang ngủ nên tôi không thể chơi piano được. Nhà bên cạnh có em bé đang ngủ nên tôi không thể chơi piano được. Nhà bên cạnh có em bé đang ngủ nên tôi không thể chơi piano được. 絶対に外の人に言わないと約束したので話すわけにはいきません。<laughs> Vì đã hứa tuyệt đối sẽ không nói với người khác nên tôi không thể kể được. Vì đã hứa tuyệt đối sẽ không nói với người khác nên tôi không thể kể được. Vì đã hứa tuyệt đối sẽ không nói với người khác nên tôi không thể kể được. 規則ですから、30分以上遅刻した場合は試験を受けさせるわけにはいきません。<laughs> Vì là nội quy nên nếu đến muộn hơn 30 phút thì không thể được phép dự thi. Vì là nội quy nên nếu đến muộn hơn 30 phút thì không thể được phép dự thi. Vì là nội quy nên nếu đến muộn hơn 30 phút thì không thể được phép dự thi. これは親友がくれた大切なもので、あげるわけにはいかないんです。<laughs> Cái này là thứ quý giá mà người bạn quá cố đã tặng nên tôi không thể cho anh được. Cái này là thứ quý giá mà người bạn quá cố đã tặng nên tôi không thể cho anh được. Cái này là thứ quý giá mà người bạn quá cố đã tặng nên tôi không thể cho anh được. <laughs> Vì dự kiến sẽ có biêu phẩm quan trọng gửi đến nhà nên hôm nay tôi không thể đi ra ngoài được. Vì dự kiến sẽ có biêu phẩm quan trọng gửi đến nhà nên hôm nay tôi không thể đi ra ngoài được. Vì dự kiến sẽ có biêu phẩm quan trọng gửi đến nhà nên hôm nay tôi không thể đi ra ngoài được. 30 mê 明日は試験だから寝坊するわけにはいかない。 Mai là kỳ thi nên không thể ngủ quên được. Mai là kỳ thi nên không thể ngủ quên được. Mai là kỳ thi nên không thể ngủ quên được. Vì công việc còn chưa xong nên không thể về được. Vì công việc còn chưa xong nên không thể về được. Vì công việc còn chưa xong nên không thể về được. 大事な会議があるから、休むわけにはいかない。明日は試験があるから、今日は遊んでいるわけにはいかない。 Vì ngày mai có thi nên hôm nay không thể đi chơi được. Vì ngày mai có thi nên hôm nay không thể đi chơi được. Vì ngày mai có thi nên hôm nay không thể đi chơi được. Vì tôi lái xe ô tô đến đây nên tôi không thể uống rượu được. Vì tôi lái xe ô tô đến đây nên tôi không thể uống rượu được. Vì tôi lái xe ô tô đến đây nên tôi không thể uống rượu được. Nhà bên cạnh có em bé đang ngủ nên tôi không thể chơi piano được. Nhà bên cạnh có em bé đang ngủ nên tôi không thể chơi piano được. Nhà bên cạnh có em bé đang ngủ nên tôi không thể chơi piano được. Vì đã hứa tuyệt đối sẽ không nói với người khác nên tôi không thể kể được. Vì đã hứa tuyệt đối sẽ không nói với người khác nên tôi không thể kể được. Vì đã hứa tuyệt đối sẽ không nói với người khác nên tôi không thể kể được. Vì là nội quy nên nếu đến muộn hơn 30 phút thì không thể được phép dự thi. Vì là nội quy nên nếu đến muộn hơn 30 phút thì không thể được phép dự thi. Vì là nội quy nên nếu đến muộn hơn 30 phút thì không thể được phép dự thi. Cái này là thứ quý giá mà người bạn quá cố đã tặng nên tôi không thể cho anh được. Cái này là thứ quý giá mà người bạn quá cố đã tặng nên tôi không thể cho anh được cái này là thứ quý giá mà người bạn quá cố đã tặng nên tôi không thể cho anh được. Vì dự kiến sẽ có biêu phẩm quan trọng gửi đến nhà nên hôm nay tôi không thể đi ra ngoài được. Vì dự kiến sẽ có biêu phẩm quan trọng gửi đến nhà nên hôm nay tôi không thể đi ra ngoài được. 今回の学習はここまでです。お疲れ様でした。気に入っていただけましたら、いいね、および、登録のほどよろしくお願いします。本番組はトニーダンディがお送りしました。